sướng rồi thắt thằng thơ sướng mãi sẽ đất rất là rộng rãi đẹp sạch sẽ mọi thứ đều đang làm mới hết quét hồn quét hào nhìn vô trong xưởng rồi bắt đầu mình đi vô bên trong bên xưởng nhìn sơ qua bên phòng khu vực làm việc lắp ráp nhiều máy lắm lại mang ra dân tay trượt nên để sau cái máy để cái cắt tận dụng cắt những cái vùng đó vùng cắt ra ngõ đó này qua đây có một cái máy giăng cạnh này là có bao góc luôn nè
có mấy con ngang. Một cái máy dán cành đỡ tay. Đây là khu vực để lắp ráp, lắp đặt và lắp ráp.